Voi là phải mạnh, quạt là phải lạnh. Thiết bị phòng tắm Eurolife sang trọng và tinh tế. Eurolife hội tụ tinh hoa công nghệ và chất lượng, bảo hành tới 5 năm. Eurolife, honor the beauty of life. Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của công ty cổ phần Eurolife Việt Nam. Hôm nay tôi xin giới thiệu tới các bạn dòng sản phẩm Voi Lavabo lạnh
dòng vòi cao của Eurolife ký hiệu là LLL115 đó. Và đây là đóng gói của sản phẩm. Sản phẩm được đóng gói trong một hộp được thiết kế riêng biệt của công ty cổ phần Eurolife Việt Nam nha các bạn. Trên hộp sẽ có đầy đủ thông tin về thông ty, về công ty, nhà sản xuất, chất liệu và mã số sản phẩm. Và chúng ta xem ở bên trong nha. Đây, bên trong sản phẩm bao gồm như vậy. Mỗi sản phẩm của Eurolife thì đều được đi kèm một phiếu bảo hành chính hãng từ Eurolife Việt Nam nha các bạn. Rồi, sản phẩm thì được đóng gói trong một túi vải cô tông của Eurolife Việt Nam. Đây, chúng ta thấy là túi vải này. Túi vải này có tác dụng là sẽ bảo vệ cái lớp men, lớp mạ của sản phẩm cách tốt hơn nhé. Nó chống trầy xước và chúng ta có thể dùng cái túi này để lau chùi sản phẩm. Nó cũng rất là tốt. Nó sẽ không bị trầy xước giống như các dòng vải khác nhé. Chúng ta có thể giữ lại để lau chùi vệ sinh sản phẩm. Đó. Rồi. Và đây là sản phẩm vòi lavabo lạnh của Eurolife. Trước tiên á, thì tôi xin nói về chất liệu. Về sản phẩm vòi lavabo 115 này của Eurolife thì chất liệu được đúc trọng lực từ đồng H61 và được mạ chrome 3 lớp sáng bóng. Đó. Các bạn thấy lớp mạ thì cực kỳ sáng bóng đúng không ạ? Rồi tôi xin nói về chất liệu trước. Chất liệu đồng H61 á, là chất liệu mà đạt tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu dành cho các thiết bị vệ sinh giống như sen vòi, vòi tắm. Đó. Và các sản phẩm rẻ tiền ở trên thị trường đang bán rất là rẻ và trôi nổi trên thị trường á, thì thông thường chỉ được làm từ Atimon thôi hoặc là sản phẩm bằng đồng nhưng có tỷ lệ rất là thấp, chỉ khoảng 30% thôi nha các bạn, 30-35% là cao lắm rồi. Đó, còn sản phẩm của Eurolife thì luôn luôn đạt từ 60% đổ lên. Đó, và các sản phẩm của Eurolife thì đã đều được qua test 3 thử nghiệm và chứng nhận rồi. Vì vậy các bạn hãy yên tâm nhé. Các sản phẩm mà rẻ tiền á, thông thường thì sẽ được làm từ Atimon. Và Atimon khi được gia cố thêm chì á, để tăng sức bền cơ học và nó tạo độ dẻo để đúc được thành một sản phẩm thì phải dùng rất là nhiều chì. Vì vậy khi các sản phẩm mà các bạn dùng với nguồn nước á, thì nguồn nước của bạn có thể sẽ bị nhiễm chì đó, và nó vô cùng độc hại cho sức khỏe của người sử dụng. Và một điều thứ hai là khi các bạn sử dụng các sản phẩm bằng Atimon sau một thời gian ngắn á, thì lớp xi mạ lại bị lổ, bị bong chóc ra và chúng ta nhìn thấy các cái đốm xanh đen ở bên trong. Vâng, đó là những sản phẩm bằng Atimon nha các bạn. Đó, còn sản phẩm của Eurolife được đúc trọng lực từ đồng H61 sẽ không xảy ra chuyện bị bong chóc cái lớp mạ ở trên thân này nha các bạn. Lớp mạ trên thân này sẽ không bao giờ bong chóc. Và Eurolife cam kết với các bạn sử dụng 5 năm đến 10 năm khi các bạn vệ sinh thường xuyên nó vẫn bóng sáng. Nó không giống như các dòng sản phẩm khác đâu. Vì vậy là các bạn hãy yên tâm về lớp mạ và chất liệu của Eurolife. Đấy, các bạn thấy, nhìn thấy ở đây là các bạn biết là chất liệu của nó bóng sáng đến mức độ như thế nào rồi. Đúng không ạ? Riêng với các dòng sản phẩm này thì tay cầm được đúc từ hợp kim nha các bạn, chứ không phải từ đồng nha. Tất cả các tay cầm của các hãng đều sản xuất bằng hợp kim hết, bởi vì tay cầm thông thường phải sản xuất hàng loạt. Vì vậy nếu mà đồng thì không sản xuất hàng loạt được, phải sản xuất bằng hợp kim. Đó. Tuy nhiên mà nó vẫn được mạ chrome 3 lớp sáng bóng nha, và không bị han rỉ bong chóc theo thời gian. Đó. Thiết kế của sản phẩm này thì nó cao ráo hơn tất cả các dòng sản phẩm khác rất là nhiều. Thì chúng ta cùng xem về thông số kích thước của sản phẩm này để chúng ta sẽ nắm được là nó cao hơn các dòng sản phẩm khác như thế nào nha. Đây các bạn, tôi sẽ đo từ phần đáy cho đến phần đầu tay nha. Và nó là 133. Rồi chúng ta cùng xem về kích thước của chân nha. Cái ren kết nối á, thì thông thường theo chuẩn quốc tế á, các ren này đều là ren 21 hết. Vì vậy là các bạn hãy yên tâm, nó sẽ gắn vừa với tất cả các loại dây cấp có trên thị trường nha.
về ren chân thì tất cả nó sẽ theo thông số quốc tế hết, vì vậy các bạn hãy yên tâm về vấn đề đó. Còn về phần kích thước từ phần lưng cho tới đầu xả, nó là 143mm nha các bạn. Đó. Còn chiều cao này thì tôi sẽ đo ước chừng thôi, còn các bạn sẽ xem chi tiết ở phần bản vẽ kỹ thuật ở trong bài viết của sản phẩm nha các bạn. Đó, đây. Rồi, nó sẽ là 90-94 nha, cao 9/4. Đó, nó là khá cao so với tất cả các dòng khác rồi. Đó, các dòng khác thì nó sẽ thấp hơn nhiều nha. Rồi, về phần tay này thì logo của Euroline được in ở trên đây nha. Tay cầm dẹt và rất là dễ xoay mở khi chúng ta sử dụng. Chúng ta thấy là đóng mở rất là dễ, đúng không ạ? Đầu vòi thì được thiết kế tạo bọt, chống văng bắn và tiết kiệm nước. Đó, các bạn thấy đầu vòi này. Và đầu vòi này hoàn toàn có thể tháo rời khi chúng ta sử dụng nha. Khi chúng ta sử dụng mà đầu vòi bị tắc á, thì chúng ta hoàn toàn có thể tháo nó ra và để vệ sinh lại. Và chúng ta để ý là ở trên đầu vòi này nó có cái khớp nha. Nó có cái khớp vuông là để chúng ta kẹp cái cà lê hay cái mỏ lết vào vừa để chúng ta xoay nó ra. Và đây tôi sẽ dùng một cái kìm nha. Tôi dùng một cái kìm để xoay nó ra cho các bạn coi. Đó. Nó tháo ra khá là nhẹ nhàng. Và đây là phần đầu. Đấy, các bạn thấy nè, phần đầu. À. Đầu thì có đầu tạo bọt chống văng bắn đây. Đó. Chúng ta sẽ được định vị chắc chắn ở đây và một gioăng cao su đi kèm để chống rò rỉ giữa khớp lối này thì nằm ở đây nha. Đấy, các bạn nhìn thấy cái vết đúc bằng đồng đây. Và chút nữa chúng ta sẽ cùng xem ở bên trong nha. Còn van khóa của sản phẩm này khi mở đó thì chúng ta mở ốc lục giác ở đây nha. Chúng ta dùng một cái lục giác 2,5 ly và chúng ta mở con ốc này ra, mở ốc lục giác này ra để chúng ta tháo cái tay ra nha. À, khi mở ốc lục giác thì chúng ta hoàn toàn tháo rời được tay này ra. Và đây là một nắp chụp thì chúng ta phải xoay cái nắp chụp này ra. Đúng không ạ? Đó, chúng ta sẽ thấy đây là van bằng van đồng của Euroline vẫn dùng cho các dòng sản phẩm, và chúng ta chỉ việc thì dùng khóa để chúng ta tháo cái van này ra. Ha. Thôi tôi dùng cái kìm này đi để cho nó dễ tháo hơn để các bạn theo dõi nó nhanh hơn nha. Đây. Đây, các bạn dùng cái kìm chúng ta có thể tháo được cái van này ra. Và đây là cũng là cách thay thế và sửa chữa nha các bạn. Ở đây tôi vừa giới thiệu sản phẩm, tôi vừa hướng dẫn các bạn cách xử lý thay thế khi cần thiết. Các bạn thấy là trong đây chúng ta sẽ nhìn rõ được là chất liệu của sản phẩm. Đấy, sản phẩm được đúc từ đồng thì chỉ có nhìn ở trong đây thì chúng ta mới phát hiện được ra thôi. Nếu mà chúng ta nghi ngờ đó, chúng ta có thể dùng một vật nhọn để cạy nó thì chúng ta sẽ thấy được chất liệu ở bên trong là gì nha. Đế này, đế van này được CNC để vừa với chân này, cho chúng ta lắp cái chân này vào á, để nó không thể nào rò rỉ được. Đấy. Rồi, các bạn nhìn thấy đúng không ạ? Rất là chi tiết. Và chân này nhé, chân này thì chúng ta hoàn toàn cũng có thể tháo rời nha các bạn. Đó. Chân này thì phải dùng một cái lục giác. Đây, các bạn thấy là cái lục giác này, chúng ta phải dùng cái lục giác để vặn nó ở phía bên trong. Tôi không có lục giác ở đây thì tôi cũng không vặn để cho các bạn coi. Đó, nhưng mà thực ra cái chân này nó chỉ là chân kết nối thôi. Có vặn ra thì các bạn cũng chỉ nhìn được phía bên trong giống như thế này thôi. Không có gì khác biệt cả. Và tôi xin nói về phần van. Euroline sử dụng van vỏ đồng, đĩa ceramic của Jiujiu cho các sản phẩm vòi lạnh của mình. Đó, đây, các bạn thấy là đĩa ceramic đây. Để lắm được đĩa ceramic hay là đĩa thường hay đĩa nhựa thì các bạn nên lấy hai miếng để gõ vào nhau nhé. Nếu mà nó có tiếng kêu thanh như sứ á, thì đó mới là
đĩa ceramic. Đó, tuy nhiên là đĩa ceramic thì cũng có rất là nhiều loại từ nhiều nhà cung cấp khác nhau. Đó, nhưng mà Eurolife thì sử dụng của nhà cung cấp Zhiu Zhiu là một dòng mà va dòng là một nhà mà sản xuất van hàng đầu tại Đài Loan cho cái dòng van ceramic. Đó. Khi lắp đặt thì các bạn lưu ý nha, lắp trong trường hợp mà các bạn dùng á, vòi nó bị rò rỉ thì rất có thể là cái đĩa này của các bạn nó bị kênh lên và chúng ta tháo ra, chúng ta xử lý theo cách này, chúng ta xúc kỹ sạch sẽ đi và lắp lại đúng vị trí đó, là sẽ xử lý được. Đây là cách đầu tiên về rò rỉ nha các bạn. Đó. Rồi, các bạn lưu ý là cái trục bên trong này khi mà chúng ta lắp lại đó thì chúng ta đặt cái trục và cái điểm khuyết này để giữ đĩa này nó trùng nhau và chúng ta khi chúng ta đưa xuống đó, thì nó sẽ dễ hơn và nó không bao giờ trượt được. Đó, các bạn thấy không ạ? Khi nào đưa mà cái càng van ở bên trong á nó ngậm lại như vậy là chắc chắn hoàn thành rồi nha. Đấy, chắc chắn được rồi thì chúng ta chỉ việc lắp lại cái phần này thôi. Đây là cái cách xử lý rò rỉ đầu tiên cho van nha các bạn. Đấy, đầu tiên cho van. Và khi xong á thì chúng ta lắp lại. Và khi chúng ta lưu ý là khi chúng ta thay van mới cho vòi nhé thì chúng ta cũng tháo ra và lắp đặt lại y chang như vậy nha. Khi lắp đặt thì chúng ta lưu ý một điều là gioăng cao su ở đây chúng ta phải để nó chắc chắn nha, để tránh rò rỉ nước từ dưới nó đẩy lên phần phía van này, nó sẽ rò rỉ ra. Đó, và chúng ta chỉ việc lắp đặt lại, xoay lại thôi. Đúng không? Đấy, xoay lại. Rồi xoay lại chắc chắn, chặt là được, vừa tay, chặt tay là được nha các bạn. Đó, sau đó chúng ta lắp lắp trục này lại. Đúng không? Lắp tay cầm. Khi lắp tay cầm thì chúng ta lưu ý một điều nha. Nhiều khi chúng ta đưa vào nó bị lệch á, nó bị lệch. Tôi lấy ví dụ đi, khi chúng ta đưa vào như thế này. Đúng không ạ? Đó thì cái tay nó bị lệch, khi đóng nó cũng bị lệch, chúng ta nhìn thấy không ạ? Đóng nó bị lệch, khi mở nó cũng bị lệch. Đó, thì chúng ta phải xoay ha, xoay lại cho nó vuông. Đấy, còn khi mà chúng ta muốn đảo phía tay sử dụng á thì chúng ta có thể đảo hẳn sang thế này. Đó là khi đóng, khi mở. Đấy. Đó. Còn đây khi chúng ta để này thì khi mở, khi đóng. Đó. Thì chúng ta hoàn toàn có thể đảo tay đi để chúng ta sử dụng nhá. Cái đó rất là dễ, không có gì phức tạp cả. Rồi, khi lắp đặt lại đúng vị trí á thì chúng ta chỉ việc vặn khóa này lại thôi. Đó. Còn đầu vòi này khi tháo ra để vệ sinh á, thì chúng ta xúc rửa cái này sạch sẽ, thổi đi. Sau đó cũng lắp lại và chúng ta phải lưu ý cái gioăng cao su ở đây nha. Đó. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành lắp đặt sản phẩm này một cách rất là dễ dàng rồi. Đó, cực kỳ dễ dàng. Đó, các bạn thấy không ạ? Cái chân này thì hoàn toàn có thể lắp với các loại dây ở trên thị trường rồi nhá, tôi đã nói với các bạn rồi. Đấy, về phần chất lượng, về chất liệu đồng và chất liệu mạ chrome như thế nào thì ở đây các bạn cũng đã nắm được. Đấy, về công năng sử dụng và cách thay thế van vòi thì chúng ta cũng đã xem được rồi, đúng không? Đấy. Và giờ chúng ta cùng xem đến trọng lượng của sản phẩm này. Trong sản phẩm này có trọng lượng bao nhiêu nhá? Rồi chúng ta thấy là sản phẩm có trọng lượng là 495,5 gram. Đây là trọng lượng thực tế nha các bạn. Nó có thể có độ rung sai, có thể là 460, 460,5 hay là 450 chẳng hạn. Đó, nó có độ rung sai nha các bạn. Đấy. Với sản phẩm này á thì Euroline cam kết là các bạn sẽ hài lòng với các dòng sản phẩm vòi lavabo lạnh dùng trong gia đình. Đó. Nó cao, thoáng và rất là dễ sử dụng và đặc biệt là nó có tuổi thọ cao bởi vì Euroline dùng chất liệu đồng và van ceramic, tuổi thọ của sản phẩm rất là cao, nó không bị rò rỉ giống như các sản phẩm rẻ tiền. Vì vậy các bạn hãy yên tâm khi lựa chọn sản phẩm này cho gia đình của mình nhé. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, chúng ta có thể click vào link ở phía dưới phần mô tả của video này, chúng ta có thể mua trực tiếp từ công ty cổ phần Eurolife Việt Nam, từ website eurolife.com.vn. Eurolife có ship COD toàn quốc cho tất cả các sản phẩm của mình.
Vì vậy các bạn chỉ việc đặt hàng, nhận hàng, kiểm tra hàng, ưng ý thì các bạn mới phải thanh toán. Đó, vì vậy các bạn hãy yên tâm khi lựa chọn sản phẩm của Euroline. Ngoài ra thì chúng ta có thể tìm mua sản phẩm này ở trong hệ thống siêu thị điện máy xanh có trên toàn quốc, hoặc trong hệ thống siêu thị Kolan của Nhật Bản nằm trong hệ thống Aeon Mall có ở trên toàn quốc, hay siêu thị ACE Home Center của Hoa Kỳ nằm ở trong các trung tâm thương mại lớn ở trên toàn quốc, các bạn đều có thể mua được. Ngoài ra thì chúng ta có thể tìm mua sản phẩm Euroline ở trên hệ thống đại lý, cửa hàng, thiết bị vệ sinh, vật liệu xây dựng có ở trên toàn quốc thuộc hệ thống phân phối của Euroline Việt Nam nha. Và ngay bây giờ chúng ta cùng xem test thực tế sản phẩm này với dòng nước, xem dòng chảy của nó như thế nào nhé. Và chúng ta sẽ đi test ngay sau đây. Đây, và vòi được lắp đặt thực tế trên một mặt phẳng nha các bạn, để các bạn dễ hình dung được dòng nước hơn. Và đây, các bạn thấy là sản phẩm được lắp đặt lên nó rất là cao so với mặt bằng. Nếu chúng ta lắp vào chậu thì nó sẽ âm xuống một chút nữa, thì chúng ta sẽ dễ sử dụng hơn rất là nhiều nha. Chúng ta cùng thử dòng nước này. Đúng rồi, các bạn thấy là dòng nước tạo bọt, không vòng bắn. Đầu nguồn nước xoáy vào nhau, đúng không ạ? Và không vòng bắn này. Đấy, chúng ta thấy nước chảy xuống rất là đều và êm, đúng không ạ? Rồi, sản phẩm khi lắp đặt lên thì nhìn cực kỳ là tinh tế và sang trọng. Đúng không ạ? Cao, khỏe. Với dòng sản phẩm này thì các bạn hãy yên tâm để lựa chọn cho gia đình của mình nhé. Euroline cam kết về tính thẩm mỹ cũng như là công năng công dụng của sản phẩm này. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video clip của công ty cổ phần Euroline Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video clip tiếp theo nha.
Thank you.